thêm cuộc thi tuyển sinh đại học sẽ được tổ chức vào ngày 22 và 23 tháng 1. Nhiều em học sinh vẫn đang tăng tốc để hy vọng có thể thi đậu vào trường tốt. Vậy rốt cuộc ở Lài loan, sinh viên của trường nào là được doanh nghiệp và công ty tuyển dụng nhân lực săn đón nhất? theo xếp hạng chung trường đại học thành công là trường có chương trình dạy học không phân ngành đào tạo được nhiều nhân tài có năng lực đa chuyên ngành vì thế đã trở thành trường có sinh viên được các doanh nghiệp yêu thích nhất thứ hai là trường đại học đài loan thứ ba là trường đại học giao thông theo cô huỳnh nhược phi người phát ngôn của trang tuyển dụng hàng đầu đài loan đã bày tỏ việc đào tạo nhân tài không phân ngành có nghĩa là đồng thời đào tạo được người nắm được chuyên môn của nhiều ngành học khác nhau mà lại có khả năng giao tiếp tương tác tốt đó chính là nhân tài mà hiện nay các doanh nghiệp cần nhất còn về các trường tư trường đại học phụ nhân trở thành trường tư được doanh nghiệp yêu thích nhất tiếp đó là trường đại học đạm giang và trường đại học trung nguyên còn thứ hạng về trường đại học khoa học kỹ thuật công lập đứng đầu lần lượt là trường đại học khoa học kỹ thuật đài loan đại học khoa học kỹ thuật đài bắc và đại học thương mại đài bắc Đáng chú ý là về các trường đại học khoa học kỹ thuật dân lập, hàng nhất là trường đại học khoa học kỹ thuật Chí Lý, thứ hai là trường đại học khoa học kỹ thuật Minh Đức, thứ ba là trường đại học kỹ thuật Minh Tân. Do các trường đều có yêu cầu sinh viên phải đến doanh nghiệp thực tập một năm, nên vì thế mà sinh viên của các trường này trở thành những nhân tài được các doanh nghiệp săn đón trước khi tốt nghiệp. Theo anh Lô Vương Tri, sinh viên của trường đại học khoa học kỹ thuật Minh Đức cho biết, vì đi thực tập là một việc rất tốt đối với sinh viên, có thể đến công ty để tìm hiểu trước, để hiểu được doanh nghiệp vận hành như thế nào, có như vậy bạn sẽ không bị bỡ ngỡ như khi vừa mới tốt nghiệp mới bắt đầu đi làm trong giai đoạn thực tập sinh viên đã có thể hiểu về các kỹ năng làm việc và đây đều là những điều kiện để các bạn học sinh có thể tham khảo khi lựa chọn trường học